Harry sử dụng ma túy để quên đi cái chết bi thảm của công nương Diana. Hoàng tử Harry cho rằng việc sử dụng thuốc gây ảo giác giúp anh đối phó với nỗi đau và tổn thương sau cái chết bi thảm của mẹ ruột, công nương Diana. Trong cuộc phỏng vấn với MC Anderson Cooper trên chương trình 60 Minutes lên sóng vào ngày 8 tháng 1, ngoài công kích gia đình Hoàng Sanh, Harry cũng đề cập đến sự ra đi đột ngột của mẹ ruột, công nương Diana. Trong một thời gian dài, tôi từ chối chấp nhận bà ấy đã ra đi, một mặt, các bạn biết đấy, bà ấy sẽ không bao giờ làm điều đó với chúng tôi, nhưng cũng có thể đây là một phần của kế hoạch. Tôi tin rằng bà ấy biến mất trong một thời gian, sau đó bà ấy sẽ gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ đến ở cùng bà ấy, Harry kể. Hoàng tử sinh năm 1984 nói thêm, anh trai anh, Hoàng tử William cũng có suy nghĩ tương tự. Cả hai giữ niềm tin đó trong rất nhiều năm, đồng thời nuôi hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ trở về. Những suy nghĩ đó chỉ chấm dứt khi Harry được tiếp cận với báo cáo của cảnh sát về cái chết của mẹ. Trong đó có hình ảnh đồ họa mô tả hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Paris năm 1997. Theo Harry, anh muốn xem những hình ảnh đó vì chúng cung cấp bằng chứng cho việc mẹ anh vĩ viễn rời xa thế giới này. Bằng chứng là bà ấy ở trong xe, bằng chứng là bà ấy bị thương, bằng chứng là chính những tài sản ảnh đuổi theo bà ấy vào đường hầm lại là người chụp ảnh những bức ảnh bà ấy nửa sống, nửa chết trên băng ghế sau của chiếc xe, cựu thành viên Hoàng gia Anh nhấn mạnh. Trong cuộc trò chuyện trên truyền hình, Harry tiết lộ chỉ duy nhất một lần khóc cho nỗi mất mát người thân yêu nhất, đó là khi trôn cất công nương Diana. Điều này được viết trong cuốn hồi ký Spare, ra mắt vào ngày 10 tháng 1. Anh thú nhận với Anderson Cooper cảm thấy tội lỗi vì không đủ xúc động trước cái chết của mẹ. Harry giải thích, luôn cảm giác có một sức nặng đè lên ngực trong nhiều năm khiến anh không bộc lộ ra ngoài bằng nước mắt. Anh từng thử nhiều cách khác nhau để khóc, bao gồm ôn lại những ký ức về mẹ và xem video cũ. Vì lý do này, Harry ngạc nhiên khi thấy mọi người đều thổn thức xúc động trong ngày diễn ra tang lễ của công nương Diana. Anh cho rằng không thể khóc vì thâm tâm luôn từ chối chấp nhận sự thật rằng mẹ không còn tồn tại. Công tước xứ sắc xét tuyên bố vật lộn với nỗi đau trong nhiều năm phải đến khi bắt đầu điều trị và thử nghiệm các loại thuốc gây ảo giác mới thực sự chấp nhận cái chết của mẹ. Anh gọi những chất gây ảo giác như Ayahuasca và nấm mà thuật là liều thuốc giúp anh đối phó với nỗi đau và tổn thương. Tôi không bao giờ khuyên mọi người làm điều đó để giải trí, nhưng nó phù hợp nếu bạn đang phải chịu đựng sự mất mát, nỗi đau hoặc tổn thương quá lớn. Chúng có tác dụng như một loại thuốc chữa bệnh, Đối với tôi, chúng xóa sạch nỗi đau mất mát cũng như ý tưởng mà tôi có trong đầu rằng cần phải khóc để chứng minh với mẹ tôi nhớ bà ấy. Trong thực tế, những gì cô ấy muốn là tôi được hạnh phúc. Trong cuốn hồi ký, Harry kể đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nhà trị liệu cách đây 7 năm. Cuối cùng, anh quyết định thử dùng thuốc gây ảo giác. Anh viết loại chất kích thích đó cho phép anh nhìn thấy sự thật và xác định lại thực tế. Không chỉ vậy, chúng còn giúp anh khám phá ra thực tế khác, một thế giới tươi đẹp gấp đôi ngay cả sau khi chúng hết tác dụng. Bố hai con nhớ lại một lần, lấy nấm mà thật tại bữa tiệc năm 2016 và bắt đầu ảo sát một thùng rác đang nói chuyện với anh. Ngoài ra, Harry từng thừa nhận hút cần sa và sử dụng cocaine khi còn là thiếu niên. Anh thậm chí bị một thành viên của Hoàng gia Anh kéo vào văn phòng thẩm vấn về sử dụng ma túy bất hợp pháp sau khi báo chí liên hệ với cung điện Buckingham để làm rõ đời tư phóng túng của Harry. Sự việc diễn ra vào lễ kỷ niệm 50 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth II năm 2002, lúc đó Harry mới 17 tuổi. Tôi đã sử dụng cocaine trong khoảng thời gian này tại nhà của một người ở nông thôn trong ngày cuối tuần đi săn. Tôi được mời dùng và kể từ đó tôi làm thêm một số lần nữa. Điều đó không vui lắm. Nó không khiến tôi đặc biệt hạnh phúc. Nó dường như khiến mọi người xung quanh tôi thích thú, nhưng nó khiến tôi cảm thấy khác biệt. Đó là mục tiêu chính. Tôi là thanh niên 17 tuổi vô cùng bất hạnh, sẵn sàng thử hầu hết mọi thứ có thể thay đổi hiện trạng. Đó là những gì tôi nói với bản thân. Anh kể. Theo Healthline, Ayahuasca là loại thuốc có nguồn gốc từ thực vật ở Nam Mỹ, thường được pha thành trà. Loại thuốc này ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, dẫn đến trạng thái ý thức bị thay đổi, bao gồm ảo giác, trải nghiệm ngoài cơ thể và hưng phấn. Nhiều người nổi tiếng khác từng thừa nhận sử dụng Ayahuasca như Aaron Rodgers, Julia Fox, Chelsea Hunter, Will Smith, Megan Fox, Lindsay Lohan, Miley Cyrus. Trong khi đó, Medical News Today giải thích nấm ma thuật chứa psilocybin, một chất hóa học gây ảo giác có thể gây ra cảm giác hưng phấn và biến dạng giác quan. Trước đây, Harry từng chia sẻ về việc sử dụng phương pháp trị liệu kỳ lạ, gọi là EMDR, sử dụng các thao tác gõ tay và chuyển động quả mắt để xử lý những ký ức tồi tệ nguyên tắc của phương pháp này là tâm trí có thể chữa lành vết thương bằng cách sử dụng các kích thích bên ngoài để giúp não xử lý trải nghiệm đau thương và tạo điều kiện chữa lành